là loại vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép và đưa vào tiêm chủng tại một quốc gia với tỷ lệ hiệu quả đạt hơn 91,6%. Cho tới hiện nay, vaccine Sputnik V đã được sử dụng ở hơn 70 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng nhãn hiệu vaccine đến từ nước Nga này vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt để sử dụng khẩn cấp. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu vaccine Sputnik hoạt động như thế nào, hiệu quả ra sao, có những ưu điểm gì. Chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu các hoài nghi xung quanh loại vaccine của nước Nga và các lưu ý khi tiêm loại vaccine này. Sputnik là vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi Trung tâm Dịch tễ và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya của Liên bang Nga. Ban đầu, vaccine được đặt tên theo địa điểm nơi nó được nghiên cứu là GamCovidVac. Tuy nhiên, nhà tài trợ chính cho vaccine là Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đã quyết định đổi tên vaccine này thành Sputnik V, theo tên của vệ tinh đầu tiên được con người phóng lên quỹ đạo, với chữ V có nghĩa là Victory, chiến thắng đại dịch. Có thể thấy, ngay từ đầu vaccine Sputnik V đã mang một sứ mệnh to lớn. Thành công của nó không chỉ là chiến thắng về mặt khoa học mà còn khẳng định vị thế chính trị của nước Nga. Bên cạnh vaccine Sputnik V gồm 2 liều tiêm, thì nước Nga còn một loại vaccine 1 liều tiêm khác là Sputnik V cũng đang được sử dụng ở 18 quốc gia trên thế giới. Để hiểu về cách vaccine Sputnik giúp cơ thể của bạn chống lại virus corona, hãy dành ít phút để tìm hiểu về cách mà loại virus chết chóc này tấn công cơ thể của bạn. Virus corona có một vũ khí lợi hại là những chiếc gai nhọn trên bề mặt của nó. Những chiếc gai này giúp virus bám vào các tụ thể trên bề mặt của tế bào con người và xâm nhập vào bên trong. Từ đây, virus sẽ dùng chính tế bào của chúng ta để nhân bản ra nhiều virus hơn. Cuối cùng thì những con virus mới được sinh ra này sẽ phá hủy tế bào đó để thoát ra và tiếp tục lây nhiễm sang các tế bào khác. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cách virus corona tấn công cơ thể con người, các bạn có thể click vào link ở góc trên bên phải. Vậy làm thế nào để cơ thể chống lại virus? Đó chính là nhờ có hệ thống miễn dịch và đội quân kháng thể tuyệt vời của nó. Nhưng để hệ miễn dịch dễ dàng chiến thắng virus, nó cần được biết trước về loại virus này. Và không có cách nào khác là buộc phải cho cơ thể tiếp xúc với virus ở một dạng yếu hơn. Đó chính là cách mà vaccine hoạt động. Vaccine Sputnik V hoạt động dựa trên công nghệ vector virus. Thành phần chính của vaccine Sputnik sẽ là những hạt vector virus, chính là một loại virus gây bệnh đã quen thuộc với con người là virus cảm lạnh, nhưng nó đã được loại bỏ các đoạn gen khiến nó không thể tự nhân bản được nữa. Vì vậy, nó chỉ có thể hoạt động như một cầu nối vô hại và không thể gây bệnh cho con người. Tiếp đó, đoạn mã di truyền để tạo nên các gai nhọn của virus corona được thêm vào. Các hạt vector virus sẽ đóng vai trò như một vật chủ để trung chuyển các đoạn mã di truyền trên. Khi được tiêm vào trong cơ thể, các hạt vector virus sẽ tìm đến các tế bào và xâm nhập vào bên trong. Khi đã vào được bên trong, hạt vector virus sẽ giải phóng các đoạn mã di truyền để đánh lừa, khiến tế bào sản xuất ra những mảnh protein hình gai nhọn. Đây chính là các gai nhọn giống với gai nhọn của virus corona. Các protein gai nhọn này sẽ nhanh chóng được phát tán trong cơ thể. Nhưng bạn đừng vội lo, những chiếc gai nhọn này khi không có đầy đủ các thành phần khác của một con virus corona thì chúng chỉ là những chiếc gai vô hại mà thôi. Các tế bào quan trọng của hệ miễn dịch sẽ nhanh chóng nhận ra những protein gai nhọn này không thuộc về cơ thể và sẽ kích hoạt chế độ chiến đấu để tiêu diệt. Các kháng thể được sinh ra để cùng với các tế bào miễn dịch khác trung hòa đội quân gai nhọn kia. Trong quá trình này, các tế bào ghi nhớ cũng được sinh ra để lưu lại các thông tin về những chiếc gai nhọn này. Và trong tương lai, khi mà virus corona xâm nhập cơ thể, thì ngay lập tức hệ miễn dịch của bạn đã nhận ra chúng là những kẻ gây hại qua những chiếc gai nhọn quen thuộc. Và các kháng thể có sẵn sẽ lập tức tiêu diệt virus trước khi chúng kịp gây hại cho cơ thể. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về cách mà hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể của chúng ta, mời các bạn click vào link ở góc trên bên tay phải để xem thêm. Tuy cùng sử dụng công nghệ vector virus,
nhưng các loại vaccine AstraZeneca, Janssen hay CanSino chỉ sử dụng một loại vector virus cho cả hai mũi tiêm, thì vaccine Sputnik của Nga sử dụng tới hai vector virus khác nhau là AD26 cho mũi tiêm đầu tiên và AD5 cho mũi tiêm thứ hai. Vậy nên có thể coi hai liều vaccine Sputnik V là hai loại vaccine khác nhau hoặc một loại vaccine kép. Việc kết hợp hai loại vector virus cho hai mũi tiêm sẽ giúp hệ miễn dịch củng cố khả năng nhận diện và chống lại virus SARS-CoV-2, giúp kéo dài hơn thời gian miễn dịch và giảm nguy cơ xảy ra hiện tượng cơ thể phát triển phản ứng miễn dịch chống lại chính thành phần của vaccine mũi thứ nhất, khiến mũi thứ hai không còn tác dụng. Các nhà khoa học Nga gọi đó là một sự kết hợp đột phá, độc đáo và duy nhất trên toàn cầu. Với sự tự tin vào phương pháp điều chế vaccine của mình, Sputnik V đã cho thế giới thấy những số liệu ấn tượng. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy hiệu quả của vaccine Sputnik V đạt được là 91,6%. Điều này đặt Sputnik V lọt vào top các vaccine COVID-19 hiệu quả nhất, ngang hàng với vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna, với hiệu quả ban đầu lần lượt là 95% và 94,1%. Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2021, Cơ quan Y tế Nhà nước Nga cho biết khoảng 95% các ca nhiễm COVID-19 tại nước này là từ biến thể Delta. Cùng lúc, một nghiên cứu thực hiện trên gần 14.000 người tại thành phố Saint Petersburg cho thấy hai liều vaccine Sputnik có hiệu quả bảo vệ đạt 81% khỏi các ca nhiễm COVID-19 triệu chứng nặng. Hãng tin nhà nước RT của Nga cho biết hiệu quả dịch tễ học của vaccine Sputnik đối với biến thể Delta là 83,1%. Hai liều vaccine Sputnik có khả năng chống lại 94,37% các ca nhiễm biến thể Delta nặng phải nhập viện. Con số được cho là cao hơn cả hai loại vaccine mRNA của Mỹ là Pfizer và Moderna. Dù tự hào sở hữu loại vaccine tốt nhất thế giới, thế nhưng thật trớ trêu là tỷ lệ tiêm chủng tại nước Nga lại ở mức rất thấp. Cho đến cuối tháng 5 năm 2021, nước Nga mới tiêm chủng được cho khoảng gần 16 triệu người dân, tương đương với khoảng 11% dân số. Nhưng kết quả tiêm chủng chậm trễ không phải do người dân Nga thiếu tin tưởng ở vaccine của mình, mà đơn giản là người Nga không có thói quen tiêm vaccine, không chỉ riêng vaccine COVID-19 mà cả các loại vaccine phổ thông khác. Việc tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm của Nga cũng chỉ đạt được khoảng 5% dù hoàn toàn miễn phí. Ngay từ những tuần đầu tiên bùng phát đại dịch, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho bộ máy khoa học, chính trị và quân sự của đất nước làm việc tích cực để phát triển vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đi đường tắt. Chính điều này khiến nhiều bên hoài nghi về vaccine của Nga, cho rằng nước này đốt cháy giai đoạn, không tuân thủ nghiêm ngặt quá trình thử nghiệm, do đó thiếu tin tưởng vào các số liệu được công bố. Các lo ngại chỉ lắng xuống khi The Lancet, một tạp chí rất uy tín của giới y học toàn cầu, công nhận tính hiệu quả của vaccine Sputnik V. Việc tầng lớp tinh hoa của Nga như Tổng thống Putin cùng con gái, Bộ trưởng Quốc phòng và các lãnh đạo cấp cao khác đã không ngần ngại tiêm loại vaccine này cũng khiến nhiều người yên tâm hơn. Niềm tự hào của nước Nga đã khẳng định được sự thành công của mình với những con số ấn tượng cả về tính hiệu quả cũng như được đón nhận tại hơn 70 quốc gia với tổng dân số lên đến 4 tỷ người, có nghĩa là hơn 50% dân số thế giới. Nhưng cho đến nay, sau nhiều lần xét duyệt, vaccine Sputnik vẫn chưa có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nước Nga đã nộp đơn xin phê duyệt vaccine của mình từ tháng 2 năm nay, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần đình chỉ việc cấp phép và lý do họ đưa ra là các vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc và xác định các lô vaccine. Bên cạnh đó, họ cho rằng dây chuyền sản xuất không đạt tiêu chuẩn về tiệt trùng, gây nguy cơ nhiễm bẩn chéo. Trong khi phía nhà sản xuất vaccine đã nhiều lần khẳng định mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Dù vậy, cho đến ngày video này được xuất bản, thì WHO vẫn chưa phê duyệt vaccine Sputnik vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Việc chưa được thông qua bởi WHO và các nước phương Tây khiến nhiều người Nga phải bỏ qua vaccine Sputnik để tiêm các loại vaccine đã được phê duyệt để có thể dễ dàng đi lại giữa các nước. Việc được WHO bật đèn xanh cũng sẽ mở ra cơ hội cho vaccine Sputnik tham gia vào cơ chế COVAX, một sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu, đồng thời cũng sẽ đem về uy tín và cả giá trị thương mại. Với việc có hơn 70 quốc gia chấp nhận sử dụng, tạo nên một nhu cầu vaccine khổng lồ.
Nước Nga đã chuyển giao công nghệ sản xuất Sputnik V cho hơn 20 công ty tại hơn 13 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép từ tháng 3 năm 2021 và sẽ được sản xuất bởi công ty vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech thuộc Bộ Y tế. Vào tháng 7 năm 2021, công ty cho biết đã đóng ống thành công lô vaccine đầu tiên với khoảng 30.000 liều. Sau đó, lô vaccine này đã được gửi sang Viện Gamaleya tại Nga để kiểm định và được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu. Theo kế hoạch, vaccine Sputnik do công ty Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Theo các kết quả thử nghiệm được công bố, không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine Sputnik được ghi nhận. Các phản ứng tại chỗ thường gặp sau khi tiêm gồm có đau, nổi nốt, nóng, sưng tại chỗ tiêm. Các triệu chứng toàn thân được báo cáo thường xuyên nhất là mệt mỏi, nhức đầu, đau khớp, ớn lạnh, khó chịu và sốt. Quá trình tiêm chủng ở Nga cũng cho thấy vaccine Sputnik không gây ra các biến chứng đông máu hiếm gặp, huyết máu tĩnh mạch não và viêm cơ tim như các loại vaccine COVID-19 dựa trên vector virus khác là AstraZeneca và Janssen. Không có trường hợp tử vong nào liên quan đến vaccine Sputnik được ghi nhận. Hy vọng video này đã mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích về vaccine Sputnik V nói riêng và các kiến thức, thông tin về đại dịch COVID-19 nói chung. Cảm ơn các bạn đã xem. Vui lòng chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.